Thanh Hằng và những câu hỏi trái ngang khi làm giám khảo. Có những tin đồn người ta nói rằng em muốn thay đổi ban giám khảo của năm 2019 này. Đơ cái mặt chị ra luôn, xịt keo luôn. Chỉ có một số ý kiến cho rằng em tham gia cuộc thi để tìm hào quang rực rỡ. Đứng tim chết lặng. Em nghĩ sao về những lời vu khống? Đơ cái mặt chị ra luôn. Một lần khiến Thúy Vân khóc nghẹn và những lần lên lớp thí sinh ngay trên sóng truyền hình. Chuyển động liên tục đi. Đứng dậy. Cái gì vậy? Thế bây giờ tôi cho bạn vào. Ngày mai bạn đi cạo đầu ngay lập tức. Tôi phải đánh lại một lượng nữa. Mới đây khi trailer đầu tiên của Miss Universe Việt Nam 2024 được phát sóng, khán giả đã được chiêm ngưỡng dàn thí sinh và dàn ban giám khảo của cuộc thi năm nay. Dân tình không chỉ chú ý đến sự xinh đẹp của loạt thí sinh như Kỳ Duyên, MLE mà người ta còn chú ý đến những câu hỏi của giám khảo Thanh Hằng. Thanh Hằng đặt một câu hỏi cho thí sinh, em nghĩ thế nào về vu khống? Câu hỏi được đặt ra trong tình hình drama căng thẳng giữa Thanh Hằng và Hoàng Thùy. Nhiều người cho rằng câu hỏi của Thanh Hằng như muốn khẳng định mình là người bị vu khống trong drama lần này với Hoàng Thùy. Cô còn đặt thêm một câu hỏi cũng khá khó nhằn cho Phí Phương Anh, khi hỏi liệu Phí Phương Anh quay trở lại lần này có phải tìm kiếm lại hào quang rực rỡ khi làm mẫu và làm ca sĩ đều quá nhạt không được công chúng nhớ mặt. Được biết đây cũng chẳng phải lần đầu tiên mà Thanh Hằng có câu hỏi khó trong một cuộc thi hoa hậu. Năm 2019, khi ngồi ghế nóng Miss Universe Việt Nam, Thanh Hằng từng gây sóng gió khi đặt câu hỏi khó hiểu cho Thúy Vân. Cụ thể Thanh Hằng hỏi Thúy Vân như sau, có tin đồn cho rằng em muốn đổi ban giám khảo năm nay, sau đó cô lại nhận xét Thúy Vân trả lời hay, ứng xử hay là quá bình thường. Vì đó là chuyện hiển nhiên với Thúy Vân vì bao nhiêu năm qua đã như vậy. Câu hỏi trái ngang và phần nhận xét ngộ nghĩnh trên từng khiến khán giả vô cùng phẫn nộ. Về phía Thúy Vân, cô nàng dù đã có kinh nghiệm dự thi quốc tế, đạt thành tích cao nhất của Việt Nam tại Miss International, nhưng cũng không kìm được nước mắt trước những câu hỏi trái ngang từ ban giám khảo. Trong nhiều chương trình truyền hình thực tế trước đây, Thanh Hằng cũng từng khiến khán giả xịt keo vì những lần lên lớp thí sinh của mình. Cụ thể tại Mua Dơ Phây 2018, nhiều báo đã đưa tin với tiêu đề đáng sợ như Thanh Hằng quát tháo thí sinh, trấn áp huấn luyện viên đàn em. Siêu mẫu họ Phạm là người đứng lớp tại thử thách định hình các phong cách thời trang. Trong lớp học, các thí sinh được chủ động lựa chọn váy áo theo phong cách chỉ định như dạo phố, thể thao, dạ tiệc, công sở, rock chic để so tài. Trong đó, Tuyết Như của đội Võ Hoàng Yến được yêu cầu mặc theo lối rock chic. Được dàn giám khảo góp ý phối đồ không ra chất đề bài, nữ thí sinh liên tục ra đưa những phát ngôn cứng rắn thể hiện sự hiểu biết, khăng khăng bảo vệ quan điểm. Khi Tuyết Như cãi tay đôi, các giám khảo đã nổi trận lôi đình chấn chỉnh thái độ. Trong đó, huấn luyện viên Thanh Hằng khiến nhiều khán giả nổi da gà khi lớn tiếng răn đe thí sinh. Siêu mẫu Thanh Hằng và giám khảo Hà Đỗ liên tục dùng những câu từ rất nặng nề, như để tôi nói cho em biết, em nghĩ sau này em có thành công không? Màn lên lớp này từng một thời khiến dân tình nói chuyện về nhiều. Sau khi dàn mặt thí sinh đội Võ Hoàng Yến, Thanh Hằng lại phải nổi nóng với chính các học trò của mình ở thử thách thứ hai, quay clip quảng cáo cho một thương hiệu mỹ phẩm. Trên bàn xoay chứa cầu thang bậc cao, những thí sinh team Thanh Hằng tỏ ra lúng túng vì không có nhạc cảm và vũ đạo tốt. Không hài lòng về điều này, Thanh Hằng tháo giày cao gót rồi lao vào hiện trường như một cơn gió để chỉ đạo. Như bị mẹ chồng nhập, siêu mẫu khiến nhiều khán giả rùng mình khi quát tháo thí sinh không ngừng trong suốt thời gian thực hiện thử thách. Thanh Hằng lớn tiếng đe dọa, muốn ăn đòn hả? Bước lên bước xuống, xoay qua xoay lại, đứng dậy, vào hàng. Cái gì vậy? Làm kiểu này đuổi cả 5 người cùng một lúc. Màn hét ra lửa của cô Kiến Hot Nam Trung cũng như đàn em Minh Hằng, Võ Hoàng Yến giật bắn mình.